bố mình hát cũng rất hay. Vâng. Rồi ông là một người nghệ sĩ đa tài, ông vâng. điện ảnh ông cũng vâng. có. Vâng. Các thứ thì hầu như các môn nghệ thuật nào ông cũng sáng tác, vâng. ông cũng sáng tác một số bài hát. Okay. À, nói chung là ông là một người đa tài lắm. Đa tài. Vâng. Thì phải nói bố Hùng Cường là một thiên tài. À, chị nghĩ là 100 năm sau cũng không có người thứ hai với bố Hùng Cường. Vâng. Tại vì bố quá tài đi, bố vừa viết nhạc, vừa đóng kịch, vừa hát cải lương, vừa hát kích động, bố vừa hát nhạc quê hương, nhạc tình. Nói chung là ở lĩnh vực nào thì bố Cường cũng nó là đạt được cái thành công tối đa. À, anh cho em hỏi chứ xong rồi anh có cái di truyền đó, anh có cái gene đó. À, anh hát rồi anh sáng tác nhạc được đúng không? Em biết là anh cũng có sáng tác một số bài nhạc của anh đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, nhưng mà cái này không phải quý vị khán giả đừng có tưởng là bố mình là một ngôi sao gì vậy, nhưng mà rồi là bố mình dạy cho mình. Vâng. Từ nhỏ tới lớn bố mình không muốn hướng mình đi vào con đường âm nhạc. Con đường âm nhạc là con đường vô tình. Lúc mà trước 75 thì Quang Bình học ở trường thì có thầy dạy nhạc ở trường. Vâng. Rồi họ phát hiện ra cái giọng của Quang Bình, rồi thầy mới đưa mình vào học free, học được như học bổng của trường quốc gia âm nhạc trước năm 75. Lúc đó Bình mới có 16, 17 tuổi là Bình đã hát quốc gia âm nhạc chung với cái đoàn Lạc Hồng á, của anh Châu bên này nè. Anh Châu qua đây cũng dựt cái đoàn hợp xướng Lạc Hồng đó. Là Bình cũng sinh hoạt chung với ảnh, với anh Chu. À, như vậy rất là vui là anh Bình với lại chị gặp nhau xong rồi cũng tiếp tục cái con đường ca hát. Và chị cũng hát nhạc kích động một thời với lại nghệ sĩ Hùng Cường đúng không? Không, chị không có hát chung với Bố Cường. Chị không có hát chung? Ok, nhưng mà chị có hát... Chị mới được quyền hát chung với Bố Cường. Rồi, nhưng mà chị hát những cái thể nhạc... Có Connie Kim nè em, có Connie Kim, Phương, hình như Phương Hồng Thủy. Không biết, nhưng mà chị chỉ nhớ là Bố Cường hát với chị Mai Lê Huyền. Rồi sau đó hai người cũng tiếp tục hát những cái dòng nhạc quê hương và nhạc kích động, anh và chị Trang Thái Lan đúng không? Không hát nhạc kích động thì ít lắm, ít có một số bài à. Vâng, ok. Em hầu như là Bình với Lan á thiên về một hướng khác, hướng một cái hướng khác, tại vì không muốn giẫm là cái hướng chân của chị đi á, là cái hướng mà trước khi chia tay Quang Bình á là hướng của chị đi là quê hát hương. Nhạc quê hương và giống như nhạc kịch. Vâng, nhạc, okay. Nhạc kịch á, vừa nói vừa hát ở trong cái bài hát luôn. Ok. Dạ. Có bao giờ hai anh chị hát cải lương chưa? Chị thì hát riêng chứ không có hát chung với Quang Bình. Mỗi người hát riêng. Vâng, nhưng mà anh có hát cải lương. Trước khi lúc đó cũng lúc đó hai đứa cũng lấy nhau rồi là ở bên Pháp có qua nhờ Quang Bình đóng một cái vai trong cái tuồng Dương Thúy Kiều, mình đóng vai Thúc Sinh. Nhưng mà mình hát không à, chứ hát cải lương, hát hầu quản chứ không có diễn. Tức là lấy cái giọng của Quang Bình nhưng mà người khác diễn. Vậy à, ok, rất hay. À, như vậy trong cái đêm nhạc tái ngộ này đó, anh với lại chị có song ca một cái bài cải lương nào vậy? Chắc không á, tại vì cải lương nói chung là không phải là sở trường của mình. Vậy. Mình chỉ là một cái sở đoản thôi, với là mình hát đâu có bằng mấy bà chị của mình để mình hát cải lương á, không phải dễ đâu. Tân Lan thấy tân nhạc dễ hơn cải lương. Vâng. Tại vì tân nhạc mình biết cái bài hát đó là bao nhiêu nhịp rồi mình cứ vô thôi. Và cải lương á thì nhịp nhiều lắm. Vâng. Nhịp nhiều đến nỗi mà chị khi mà chị thâu một bài cải lương nào cũng phải có người đứng phía sau. Vâng. Có khi là chị Ngọc Đá, có khi là mấy em hoặc là Tuấn Châu đứng vỗ cái lưng chị để đánh nhịp giùm. Tân nhạc thì có bốn nhịp thành một khuôn thôi. Vâng. Nó có khuôn thôi. Có một khuôn đó mình cứ dựa vào mình cái chắc nhịp trong một khuôn đó, tám khuôn hoặc là tám nhịp hoặc là bốn nhịp. Nếu mà mình có lơi nhịp á nữa, nó qua một khuôn khác thì mình cũng dẫn vô đúng khuôn. Nhưng mà cổ nhạc á, nếu mà em lên qua rồi là một cái là chết luôn, là đi luôn á. Ok, rất là hay được cứng nhịp, chia sẻ phải cứng nhịp. Trong nghề cải lương gọi là cứng nhịp, phải cứng nhịp. Ok. Trở lại cái đêm nhạc này đó, thì những cái điều nào anh chị mong muốn là những cái điều nào mà tất cả các fan cũng như là tất cả quý khán giả mà thường nghe anh chị hát 15 năm về trước đó, thì những cái điều nào mà anh chị muốn gửi đến tất cả các fan của mình thì mời anh chị. Anh nói trước đi, tại vì lâu quá anh không có tới đây. Rồi mời anh nhé. Thì thật sự mình nói thì cái niềm ao ước của con mình khi trở lại cái Little Sài Gòn này là con mình muốn gặp lại tất cả. Vâng. Tất cả khán giả đã từng yêu mến tiếng hát của Quang Bình, Trang Thanh Lan và
cũng giống như là bạn bè thân hữu Vâng. gặp để cho mình coi như cảm thấy nhẹ lòng. Và không biết nói gì hơn thì con mình chỉ ao ước một điều là đêm đó con mình sẽ được gặp tất cả quý vị. Vâng, mời chị. Trang Thanh Lan cũng mong ước là quý vị hãy đến với ngày 2 tháng 4 chương trình Đêm Tái Ngộ với Quang Bình và bạn Hữu. Và cũng không quên nhắc với quý vị là vé có bán tại Melody Flower và nhà sách Tú Quỳnh, cũng như điện thoại liên lạc với Quang Bình là 714 653. 653-0253. Dạ. 714-653-0253 với Quang Bình. Và Trang Thanh Lan cũng cảm ơn rất là nhiều những người bạn đã bảo trợ cho Trang Thanh Lan, những cơ quan giống như những nơi cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Và cảm ơn đài VBS rất là nhiều, cũng như Andy Chris của chúng ta đã tạo điều kiện cho Trang Thanh Lan và Quang Bình lên để nói về cái show Đêm Tái Ngộ tại nhà hàng Majestic ngày 2 tháng 4 tới đây. Thời gian thì nó cũng không có còn nhiều thì một lần nữa em cũng rất là chân thành cảm ơn anh Quang Bình đã đến với hệ thống truyền hình VBS, đặc biệt là chương trình Andy Chris Talk Show, và người nghệ sĩ phải nói là lúc nào cũng có một cái nụ cười vui vẻ, Trang Thanh Lan không thể nào mà quên được. Thì hy vọng rằng tất cả quý vị nếu mà yêu mến tiếng hát của nghệ sĩ Trang Thanh Lan cũng như là anh Quang Bình thì hãy đến chung vui với đêm tái ngộ của anh, và đặc biệt là 20 năm kỷ niệm người nghệ sĩ đa tài của Việt Nam, đó là người nghệ sĩ Hùng Cường. Và trước khi chào tạm biệt thì xin mời anh chị gửi lời chào đến tất cả các fan của anh chị. Dạ, Trang Thanh Lan xin gửi lời chào tạm biệt với quý khán giả. Kính chúc quý vị một ngày thật bình yên và hạnh phúc bên cạnh người thân và gia đình. Xin chào tạm biệt quý vị khán giả của đài VBS. Mong rằng trong cuộc sống quý vị luôn gặp nhiều điều may mắn và hạnh phúc. Vâng, xin cảm ơn. Trước khi nghệ sĩ Quang Bình và Trang Thái Lan cùng Andy Chris chào tạm biệt, kính chúc tất cả quý vị một ngày thật bình an, hạnh phúc và thành công thật nhiều trên mọi lĩnh vực. Một lần nữa, trân trọng. Kính chào. Show, 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 show.
đang đi trên đường đê, tai lắng nghe muôn câu hò đê mê. Vô đây em, dù trời khuya anh vẫn đưa em về. Muôn câu hò 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 quán đang mãi vang trong đêm dài, gái trai làng chiều hôm nay đang mãi say theo tiếng chày. Đêm trời mới gạo tươi tươi như truyền hơi ấm ấm lòng người. Hò ơi hò anh em già trắng côi này, hò ơi hò duyên ta vì đặng, hò ơi hò sống dài là kiều lâm. Muôn câu hò hò quán đang mãi vang trong đêm dài, gái trai làng chiều hôm nay đang mãi say theo tiếng chày. Đêm trời với gạo cười tươi như truyền hơi ấm ấm lòng người. Hò ơi hò anh ơi gạo trắng như ngàn. Hò ơi hò núi dân là gì dặn. Hò ơi hò nước nhà là Quảng Ninh. Ai xa xăm ai buồn chăng, nghe hát vang muôn câu hò thanh thang. Chân băng ngang vào nơi đây chắp mối duyên lơ là. Trong đêm thanh trong tàn canh, bao tiếng ca theo tiếng chảy nhanh nhanh. Dư âm xa còn vàng mãi trong ánh đêm trăng tàn.